trẻ thơ. Những nơi đền thờ khi tới linh giờ uy nghi rừng rỡ. Người là con Chúa ngôn sứ loan truyền nhân thế mong chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo luật dâng tiến Chúa Cha. Người là ánh sáng của muôn dân soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng đem phúc lộc muôn thiêng. Âu Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong thanh đài cho ai lòng thân phục hôm mai hưởng phúc. Trẻ thơ tiên tri nghẹn lời tay ấm con trời cao trao tình Chúa, vì được xem thấy ơn Chúa dư đầy ban xuống nhân trần nên ước chung phần mong chết an bình về chốn phúc vinh. Người là ánh sáng của muôn dân soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng đem phúc lộc muôn thiêng. Âu Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong thanh đài cho ai lòng thân phục hôm mai hưởng phúc. Sẽ đứng dậy ân nghĩa đong đầy, thêm lưỡi gươm lạ đâm thấu tâm bà ngàn nỗi xót xa. Người là ánh sáng của muôn dân soi chiếu cho dương trần. Người là vinh quang của dân riêng đem phúc lộc muôn thiên. Sức thiệt
dung, người xuất trần trong uy dũng hùng anh. Người là ai hỡi đức vua hiền vinh đang đến oai linh, lòng thành kính mong biết người là ai hỡi người là người là ai hỡi người là...